Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu về cái tab Animation trong Cartoon Animator. Mình thấy cái phần mềm này thì rất là phù hợp với những người không chuyên nhưng vẫn có thể dựng nên một bộ phim hoàn hảo được ý. Như các video trước thì chúng ta đã biết được cái phần mềm này đã cung cấp những cái mẫu nhân vật, các hoạt cảnh và rất là nhiều những cái đạo cụ cơ bản. Kể cả khi mà các bạn không biết vẽ cũng có thể sử dụng những cái mẫu có sẵn ở trong đây để chỉnh sửa theo ý của bản thân các bạn. Và một phần cực kỳ quan trọng là làm thế nào để những cái mẫu này có thể di chuyển cũng như là tương tác hoặc là hoạt động theo ý muốn của chúng ta. Đó chính là nội dung trong cái video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ thử xem với Cartoon Animator thì có thể giúp chúng ta như thế nào nhé. Trong cái tab Animation này thì các bạn có rất là nhiều action được dựng sẵn ở trong đây. Ví dụ như là ta có thể lấy một cái nhân vật nhé. Mình sẽ lấy một nhân vật cô gái và thử với nó, thử với cái tem hoạt động có sẵn ở trong đây nhé. Đây, mình sẽ chọn một cái hoạt động đây. Đó, mình sẽ cho nó chạy hoặc là đi bộ nhé. Đây, đó. Như các bạn thấy thì với những cái hoạt động rất là đơn giản thì mình chỉ cần click chuột vào là nhân vật của chúng ta cũng có thể hoạt động theo ý muốn của chúng ta rồi. Và khi mà các bạn click giữ chuột trái thì cái nhân vật này cũng có thể di chuyển đến một cái vị trí khác nhé. Các bạn để ý là ở cái Start Mode, khi mà các bạn chọn một cái nhân vật hoặc là một cái prompt nhé. Đây, mình sẽ lấy thêm một cái prompt đi. Đây, một cái cây đi. Đó. Khi mà bạn chọn vào một cái character này hoặc là một cái prompt thì trên khung của chúng ta sẽ xuất hiện một cái khung điều chỉnh đúng không? Trên cái khung này sẽ có 4 điểm ở 4 góc và 4 điểm ở cạnh này. Khi các bạn đưa chuột đến góc khung thì sẽ xuất hiện cái mũi tên chéo nhé. Lúc này thì bạn có thể chỉnh lớn nhỏ bằng cách là kéo ra hoặc thu vào và vẫn giữ được cái tỷ lệ nhé. Khi mà bạn di chuyển chuột đến cái viền thì cái mũi tên nó sẽ xuất hiện. Đó, mình có thể điều chỉnh cái độ dài này, cao thấp hay là độ rộng. Đó. Và khi bạn để cái chuột ở viền thì sẽ xuất hiện mũi tên xoay. Khi đó bạn có thể xoay probe quanh một điểm cố định. Đó, ví dụ như là điểm gốc cây là điểm cố định đúng không? Đó. Và các bạn để ý giúp mình rằng là ở character này hay là ở probe nhé thì đều có một cái mũi tên màu đen. Khi mà bạn di chuyển lên hoặc là xuống đó thì là sẽ thay đổi cái tham số Z. Cái tham số Z này thì mình đã làm ở cái video trước đó rồi ấy. Bạn có thể quay lại và tham khảo nha. Các bạn cũng để ý là trên cái Shape Form Tool thì chúng ta có những cái thông số X này, Y, Z, W, H, R. Đó, mình sẽ cùng đi tìm hiểu về cái ý nghĩa của các công cụ này nhé. Như các bạn thấy, X ở đây và Y ở đây là các tọa độ ngang và dọc của icon. Z thì như buổi trước mình đã giới thiệu với các bạn rồi, là cái chiều sâu của nhân vật ấy. Còn W là cái độ rộng. Còn và H ở đây có nghĩa là cái độ cao của icon ấy. Đây, đó, như các bạn thấy này. Khi mà mình chọn vào, đó, mình sẽ biết được cái thông số X, Y, Z, W, H của cái character này đúng không? Cũng như là cái probe đó, thì đều có một cái tham số. Những cái tham số này sẽ biểu hiện cho chúng ta biết là độ ngang, độ dọc hay độ sâu, độ rộng hay là cao của cái icon đấy. Và R ở đây là cái góc quay so với góc ban đầu. Bây giờ thì đây, mình sẽ lấy một cái probe mới nhé. Đây. Như cái cây này đi. Cái lá. Như chúng ta thấy thì ở cái icon này thì có X tọa độ ngang là -82.9, tọa độ dọc là -95.4, chiều sâu là -5, cái độ cao là 100, cái độ rộng là 100. Đó. Và tiếp theo tool
Thì ở trên này có những cái đường cong hoặc là cái đường thẳng. Để dễ hiểu thì mình sẽ lấy một cái ví dụ minh họa nhé. Đây, bây giờ mình sẽ lấy một ví dụ là cái bạn nữ này đi. Được chưa? Mình sẽ cho cái nhân vật này di chuyển. Đây, bây giờ mình sẽ để bạn ấy di chuyển đến cái góc này. Mình sẽ tua đoạn này đi. Và tiếp tục cho bạn ấy di chuyển lên đây. Được chưa ạ? Bây giờ thì mình sẽ thấy là bạn ấy đang đi theo một cái đường thẳng đúng không? Đây và đây cũng như là cái ký hiệu V này là bạn ấy đi thẳng. Bây giờ mình sẽ chọn sang cái ký hiệu cong mà đi xem nó có thay đổi gì không nhá. Đó, lập tức các bạn thấy là cái đường cong này nó đã mềm mại hơn đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ không còn những cái đường gấp khúc nữa và nó sẽ di chuyển theo cái đường cong. Đó. Và mình sẽ để cho nó cho các bạn xem nó đi như thế nào nhỉ. Nên là mình sẽ cho nó đi thôi nhé. Đó. Các bạn thấy là cái cô này cô đã đi theo một cái đường cong đúng không? Đó. Và bây giờ thì mình sẽ cho cô ấy đi theo một cái đường thẳng nha, như cái lúc ban đầu mình vẽ đúng không? Đó. Đó, các bạn thấy không? Đó. Như lúc ban đầu khi mà mình chọn vào cái biểu tượng cong này thì cô ấy đi rất là mềm mại, còn khi mà các bạn chọn vào cái biểu tượng mũi V này thì là cô ấy đi theo đúng cái đường mà chúng ta vẽ, đó, thẳng tưng. Đó. Còn với lóc và unlock là cái biểu tượng ở đây này. Đấy, khi mà các bạn đó lock và unlock radio là cái tỷ lệ của cái icon thì mình có thể chọn vào đây để fix tỷ lệ. Ví dụ như mình chọn một cái cây nhé. Đây, bây giờ mình sẽ đây. Vậy mình vẫn lấy cái cây này đi, để chọn. Mình chọn vào cái cây này và mình chọn lock. Đó. Thì lập tức cái bốn cái điểm ở cạnh này lập tức biến mất đúng không ạ? Và bạn có thể chỉ có thể chỉnh được cái độ to nhỏ và giữ cái tỷ lệ ban đầu thôi. Đây, như ban đầu mình sẽ kéo cho các bạn xem nhé. Đó. Đó. Các bạn thấy không? Cái cây dù có lớn lên này hay là nhỏ đi thì nó vẫn giữ được cái tỷ lệ ban đầu. Đó. Còn với cái biểu tượng không này, đó, chính là cái biểu tượng zero cây. Icon sẽ di chuyển về góc tọa độ lập tức ngay lập tức. Đây, bây giờ mình sẽ thử chọn nhé. Đó, các bạn thấy không? Đây, như ở trên màn hình, đây chính là góc tọa độ của mình này. Và khi mà mình chọn biểu tượng cái cây, chọn vào cái zero cây này, cái cây nó lập tức chuyển về cái tọa độ 0 0. Đó, hay này, hay mình chọn là một cái cô gái này đi. Đó. Đó, lập tức cô gái cũng chuyển về cái tọa độ 0 0. Và tất cả những cái phần cơ bản trong animation thì còn rất là nhiều những thứ mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn ở những cái video tiếp theo nhé. Và mọi người nhớ theo dõi nha.